Ngày 29 tháng 7, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại huyện Yên Lạc. Từ ngày 6 tháng 7 đến nay, toàn huyện Yên Lạc đã phát hiện 92 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và ở trong các khu cách ly tập trung. Qua kiểm tra, đồng chí Hà Quang Tiến nhấn mạnh, dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh trong tỉnh và trên địa bàn huyện Yên Lạc còn rất phức tạp, có thể số ca nhiễm sẽ còn tăng, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, nắm chắc tình hình di biến động của các nguồn lây để chủ động hơn trong việc chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung, đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Hà Quang Tiến yêu cầu huyện Yên Lạc tập trung rà soát lại và khẳng định tất cả các phương án phòng chống dịch bệnh đã được triển khai chú đáo, bảo đảm không để sót lọt các trường hợp đi về từ vùng dịch để kịp thời đưa ngay vào các khu cách ly tập trung, kiên quyết không để xảy ra ca bệnh trong cộng đồng. Cùng với các chốt kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương ra vào tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch thành lập 4 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn. 4 chốt kiểm soát được đặt tại các điểm cầu Bì La, cầu Bến Gạo, cầu Liễn Sơn và cầu Phú Hậu. Đây đều là những tuyến đường cửa ngõ từ Vĩnh Yên và các huyện lân cận vào địa bàn huyện Lập Thạch. Huyện đã huy động 64 cán bộ thuộc lực lượng công an, y tế, quân sự, đoàn thanh niên tham gia trực chốt 24/24 giờ hàng ngày. Vòng kiểm soát nội tỉnh này sẽ siết chặt hơn nữa người và phương tiện từ Hà Nội cũng như các địa phương khác trong tỉnh đi vào huyện, đồng thời kiểm tra xử lý các vi phạm về công tác phòng dịch của các phương tiện vào địa bàn. Tại chốt đầu cầu Bì La, thì tổ công tác đã tiến hành kiểm soát tất cả các phương tiện vào huyện Lập Thạch, trong đó tập trung là kiểm soát các phương tiện là xe chở khách, xe chở công nhân, xe taxi và xe con. Và đặc biệt là tập trung vào các hành khách mà người ta đi từ vùng dịch về. Tất cả các phương tiện đi vào huyện Lập Thạch qua các chốt đều được đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo thông tin, dịch tễ và xuất trình những giấy tờ liên quan. Mình là người dân qua đây thì mình phải lên chấp hành những cái nội quy và quy định của Ban phòng chống dịch COVID. Mình nên phải có ý thức. Thì ở đây thủ tục thì mình thấy là khai báo là mọi thủ tục là cũng rất là chi tiết, đảm bảo cho việc khoanh vùng dịch và phát hiện dịch thì mình có việc khoanh vùng nó tốt hơn. Mình cũng rất là mong mọi người dân đều có ý thức để mà mình cùng cả nước là dập dịch nhanh chóng nhất. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, đặc biệt là xe tải, xe khách, xe taxi, xe ô tô con tại cửa ngõ các huyện đang góp sức cùng tuyến tỉnh bao vây chặt, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh phía Nam, vì vậy công tác quản lý theo dõi người từ địa phương khác trở về luôn được các xã thị trấn của huyện Tam Dương triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, xã Hoàng Lâu đã có 117 người từ địa phương khác trở về phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, trong đó có chị Trần Thị Hưng, thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu. Ngay sau khi đi chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Đại học Y trở về từ ngày 23 tháng 7, chị Hưng đã được Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng của thôn yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà đúng theo quy định. Tôi đi từ Bệnh viện Đại học Y về đến nhà thì là cách ly tại nhà 14 ngày, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bình thường. Tổ COVID cộng đồng trực tiếp đến từng ngõ gõ cửa từng nhà để yêu cầu họ những công dân đi làm ăn xa về chấp hành cách ly tại địa phương theo đúng quy định của Ban phòng chống dịch COVID xã Hoàng Lâu đề ra, là coi như là không được phép tiếp xúc với những người mà luôn coi như khẩu trang khử khuẩn theo đúng quy định của tổ COVID cộng đồng và trực tiếp là Ban chỉ đạo phòng chống COVID xã Hoàng Lâu đề ra. Trên địa bàn xã cũng có rất nhiều lao động ở các địa phương khác hàng ngày đến làm việc, do đó các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tại 9 thôn luôn giám sát chặt chẽ và yêu cầu những trường hợp này phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại trạm y tế, thực hiện phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Trước khi đến đây tôi phải vào trạm y tế để khai báo y tế, vì là theo cái dịch bệnh hiện nay là đang phải đến nơi khác, thường trú khác, nơi khác đều phải khai báo y tế. Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã Hoàng Lâu đã có 19/207 công dân đang làm ăn tại các tỉnh thành phía Nam trở về, trong đó có 13 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, 4 trường hợp trở về từ Bình Dương và 2 trường hợp trở về từ Hà Nội. Ngay sau khi trở về, các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Tam Dương.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã và tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng các thôn cũng đã tuyên truyền các gia đình có người thân đang sinh sống làm việc tại vùng có dịch không về gia đình tại thời điểm này. Khi về, phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định để hạn chế lây lan dịch bệnh. Cái thứ nhất là tuyên truyền vận động công dân là thực hiện chấp hành nghiêm cái công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai, khi có nhu cầu về địa phương thì phải kịp thời khai báo với chính quyền địa phương. Và chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn khai báo y tế và thông báo về cái thời gian, địa điểm và ngày giờ về địa phương để chúng tôi có cái kế hoạch đi đón công dân về tại khu cách ly. Tăng cường công tác quản lý giám sát người dân từ địa phương khác trở về, đặc biệt là người dân từ vùng có dịch trở về, phải được cách ly kịp thời theo đúng quy định của tỉnh là biện pháp cần thiết giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh ở các xã thị trấn đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào công tác phòng chống dịch của tỉnh trong giai đoạn như hiện nay. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2021, tổng số ca bình phục trên số ca nhiễm 97 trên 210, số ca nhiễm mới 6, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 55 người, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 0, số trường hợp đi về từ vùng dịch 7.535 người, số trường hợp đang cách ly tại nhà 2.621 trường hợp, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 452.494 mẫu.